Mô hiện tọa đạo tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng mấy bạch thượng tọa trụ trì chùa Long Thành. Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến, hôm nay ngày 22 tháng 3 năm Tân Sửu, quý Phật tử trở về đây tham dự khóa tu Bát Quan Trai, học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân giải thoát. Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của Thầy. Kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho Thầy pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, hóa duyên vô ngại, để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, mấy ngày gần đây quý Phật tử chắc chắn đã nắm bắt được thông tin trên mạng Internet cũng như là tin tức thời sự hàng ngày báo động là số ca lây nhiễm ở trên toàn thế giới, nhất là ở tại đất nước Ấn Độ, rồi các nước láng giềng của chúng ta Campuchia, Lào, Thái Lan cũng vậy. Mỗi ngày thì có nhiều ca nhiễm bệnh và số lượng người tử vong diễn biến rất cao. Ở tại Việt Nam chúng ta mấy ngày qua cũng vậy, cũng có vài ca đã lây nhiễm trong cộng đồng. Kêu gọi tất cả mọi người chung tay góp sức, mỗi người dân chúng ta là một người chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, để bảo vệ sức khỏe cho tự thân, cho cộng đồng và cho xã hội. Chúng ta thực hiện theo tiêu chuẩn 5K mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Ở nơi đông người thì quý vị giảm thiểu, mà nếu có việc thì quý vị nên thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn. Và tất cả quý Phật tử đây, khi trải qua trận đại dịch Corona khủng khiếp đó, chắc chắn quý vị đã ít nhiều gì cũng giác ngộ, hiểu ra được cái phần nào sự thế vô thường, phải không quý vị? Mạng người ví tợ hạt xương, sớm còn tối mất, tai ương dậy đầy. Sống hiện tại thân này khó giữ, những nạn tai bệnh dữ tơi bời, đến khi cõi thế tách rời, mộ phần khó thể giữ thời trăm năm. Đời nguyễn giả thăng trầm đau khổ, sớm hồi tâm giác ngộ tu hành, Phật dạy dứt ác làm lành, giữ gìn ba nghiệp tình thanh hàng ngày. Xin kính gửi lời này đến bạn, chúc mọi người tỏ sáng tự tâm, bồ đề thánh chủng gieo mầm, bờ kia giải thoát mê lầm dứt ra. Kính thưa quý vị, đạo Phật của chúng ta là con đường chân chánh giác ngộ hoàn toàn, để hướng dẫn cho chúng sinh kiến tạo niềm an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại, và hướng chúng sinh đến sự giải thoát ở tương lai. Nhưng quý vị ơi, nghe đến hai chữ giải thoát đó, có một số người họ bảo rằng giải thoát nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi thân hoại mạng chung mình thoát ra khỏi cái cõi ta bà này mới là giải thoát ư? Hoặc họ nói giải thoát là gì? Tại sao phải cầu giải thoát? Nhưng hầu như hàng Phật tử chúng ta thường nói rằng chúng con phát bồ đề tâm, tu học Phật Pháp, hướng đến con đường giải thoát, phải không quý vị? Vậy thì làm thế nào để cho chúng ta có thể giải thoát? Giải thoát cái gì vậy? Giải thoát sinh tử khổ đau quý vị ơi. Như Đức Phật đã từng dạy, nước của trăm sông khi nó chảy, nó đổ về biển cả, thì nó chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Giáo pháp được Đức Phật diễn nói ra có 84.000 pháp môn, để tùy thuận căn cơ trình độ của chúng sanh
nương theo đó mà tu tập, nhưng nó chỉ hướng đến một mục đích duy nhất mà thôi, đó là mục đích giải thoát. Do đó, quý Phật tử dù là còn tại gia cư sĩ hay là xuất gia, dù là quý vị còn gia duyên bận buộc mà có đủ cơ duyên đến với đạo Phật, thì mong sao quý Phật tử cũng phải hướng đến mục tiêu duy nhất tu học Phật pháp, cần cầu giải thoát sinh tử. Và hôm nay đến với đạo tràng khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Long Thạnh cũng với mục đích cần cầu sự giải thoát đó. Quý vị học tập cái hạnh xuất thế, tuy chỉ một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ tu tập Bát Quan Trai, nhưng đây là nền tảng để quý vị sống một đời sống phạm hạnh của người xuất gia 24 tiếng đồng hồ, và cũng là chánh nhân để hướng đến sự giải thoát. Con xin mạn phép mượn lời Phật dạy cùng với mượn lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trong Ấn Quang Đại Sư Sớ Sao để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Long Thạnh hôm nay qua đề tài làm thế nào để giải thoát sinh tử khổ đau. Kính thưa quý vị, câu hỏi đặt ra ở đây làm thế nào để giải thoát sinh tử. Vậy xin hỏi quý Phật tử, vì sao chúng ta lại cầu giải thoát? Vì sao chúng ta lại mong thoát sinh tử vậy? Có phải chăng con đường sinh tử là con đường đau khổ, phải không quý vị? Sinh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời trong kiếp sống luân hồi bất tận, cứ mãi sanh hân, cứ mãi tiếp diễn cái tấn tuồn, chịu không biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau bất tận luôn quý vị. Đức Phật đã từng dạy như sau: nếu như nước trong bốn biển mênh mông bao la, so với dòng nước mắt mà chúng ta chảy ra vì những nỗi khổ đau trong quá trình sinh tử từ vô thủy mãi cho đến bây giờ, nếu nhóm chứa những giọt nước mắt đó lại thì nó có thể nhiều hơn nước trong bốn biển bao la. Quý vị ơi, nghe đến bao nhiêu đó chúng ta suy gẫm lại sợ không quý vị? Do đó cái điều đầu tiên của người tu học Phật pháp thì chúng ta cần phải chân thật sợ sinh tử. Xin hỏi quý vị có sợ sinh tử hay không? Cái sợ, có sợ cái nỗi khổ sinh tử luân hồi hay không quý vị? Nếu quý vị trả lời là có thì quý vị đã chân học Pháp Bồ Đề Tâm. Tu học Phật pháp mới đem lại lợi ích thiết thực cho mình và cho tất cả chúng sanh quý vị ơi. Chúng ta chân học sợ cái nỗi khổ sinh tử. Bây giờ chúng ta đừng nói cái nỗi khổ ở nhiều kiếp đã trôi qua trong luân hồi, mà cái nỗi khổ trong hiện tại thôi. Mấy mươi năm ở giữa cuộc đời, từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho đến ngày nay, có khổ hay không quý vị? Xin thưa rằng khổ khổ muôn trùng, bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong bể thảm thôi. Đó là bài thơ của thi sĩ Đoàn Như Khuê cảm tác. Ông đã trực nhận rằng đời là một bể khổ mênh mông. Dù trong biển khổ đó có những con thuyền đang ngược gió hay xuôi gió, có những người gặp thuận duyên, thuận cảnh, hay là nghịch duyên, nghịch cảnh, thuận nghịch gì, tất cả cũng đều trong bể khổ mà thôi quý vị ơi. Dù xuất gia, dù tại gia, dù đời, dù đạo, tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này phải chấp nhận những nỗi khổ căn bản. Nỗi khổ căn bản của một kiếp người đó là gì? Sinh, già, bệnh, chết. Rồi đâu phải chỉ sinh, già, bệnh, chết thôi đâu quý vị. Có khi
cầu phú quý mà gặp phải cảnh bần tiện, muốn an vui lại gánh lấy lo âu, cầu mong không được khổ sầu. Nhưng nếu cầu mong được rồi lại mất thì khổ sâu hơn nhiều nữa, phải không quý vị? Bởi vì vạn pháp nó vô thường, có cái gì bền vững chắc chắn đâu. Có khi chúng ta mong cầu được thành tựu rồi, rồi nó đến, nó chắp cánh nó bay đi quý vị ơi. Muốn mong cầu làm ăn có tiền có bạc, cái được như ý nguyện, vui mừng hớn hở không bao lâu thì tiền bạc mình tạo ra bị con nó phá tán, nó cũng có chỗ để nó đi à. Cái khổ, tôi cả đời tôi làm quá nhọc nhằn, quá khổ sở, mà bây giờ để con nó phá hết rồi. Rồi gì nữa quý vị? Lại còn thêm người yêu, kẻ mến. Sống thì nhớ nhung, chết đến ly tan. Cái đó gọi là ái biệt ly khổ. Thương yêu mà phải xa lìa, đối với người mà mình thương, mình yêu đó, mà phải xa lìa. Qua mấy ngày lễ, con cháu của mình nó nghỉ được 4 ngày lễ lớn đây, nó về quê gần gũi sum họp gia đình, gần ông bà cha mẹ, vui biết mấy. Mà bữa nay nó chuẩn bị, tại vì hôm nay là ngày cuối của 4 ngày lễ, ngày mai là bắt đầu làm việc rồi, cho nên nó chuẩn bị, nó lên đường, đi lên Sài Gòn, đi Bình Dương, đi nơi này nơi nọ để làm ăn. Có người nói con buồn hết sức, mấy ngày được vui giờ mấy đứa nó bỏ đi hết rồi. Để đưa đến cảnh như thế nào, chiều tựa cửa, mẹ thường hay ngóng, xót buồn thương một bóng hình ai, tỉ tê dế khóc than dài, năm căm thao thức trong hoài tinh con. Đó là nỗi khổ sinh ly quý vị ơi. Còn sống mà phải chia ly nhau, nhưng vạn dặm xa xôi chia phôi rồi còn có ngàn hội ngộ. Một khi huỳnh tuyền dị lộ thì mãi mãi tức cắt đứt lối tương duyên. Kẻ còn thì ở lại nhân gian, người đi cách biệt quan sang tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thai não lòng, phải không quý vị? Hôm qua ở chùa của chúng con có buổi lễ cúng dường trai tăng, được biết tâm sự của một bà mẹ, con của cô 28 tuổi, mới vừa ra trường kiếm được việc làm, cũng có danh vọng, cũng có địa vị, cũng có chức phận, làm một tháng mấy chục triệu. Và cô nói rằng con cô là một đứa con trai duy nhất, cô chỉ có một đứa con duy nhất, không có đứa thứ hai. Vậy mà trên đường nó đi làm bị tai nạn giao thông, chết tại chỗ. Chẳng những như thế mà khi bị chiếc xe hàng nó quẹt, nó cọ quẹt, nó ngã xuống, thì chiếc xe kế tiếp nó chạy, nó cán lên, rồi tiếp tục cái chiếc xe sau nữa nó cán lên, bởi vì nó thắng không kịp, nó cán lên vậy làm quại đi cái tướng, không còn thấy được hình tướng của con mình, nó chèm bẹp luôn quý vị ơi. Cổ đau thương biết chừng nào. Trước cảnh kẻ ở người đi, âm dương cách biệt, đứa con duy nhất trong cuộc đời, cổ đem bao nhiêu tiền của tài sản đi bố thí, đi cúng dường, đi phóng sanh, đi làm từ thiện, mong cầu rằng nương nhờ cái phước lực để giúp cho con mình được thảnh hơi bên kia thế giới. Mà khi cổ nói chuyện với con, cổ khóc khô nước mắt luôn. Đó là cái cảnh khổ xa lìa đối với người yêu thương, mà đây là tử biệt nghe quý vị. Rồi còn có nỗi khổ gì nữa? Nếu mà yêu thương xa lìa đau khổ thì oán thù hội ngộ có khổ không quý vị? Khổ không? Gặp người oán ghét đa mang, khổ thay nghịch cảnh mà phải chung đàn mà đi. Khổ thay nghịch cảnh chung đàn mà đi. Mình không ưa, mình không thích, mà gặp mỗi ngày nó khó chịu, nó bức bách. Rồi ngoài ra
thân tâm của chúng ta nó hừng hạnh quá, nó sung mãn quá, nó cũng là tác nhân để đưa đến những nỗi khổ niềm đau vô sự, nó sanh sự. Quý vị ơi, mấy ngày lễ nè, nó tụ tập với nhau, nó ăn nó nhậu xong rồi lời qua tiếng lại, kiếm chuyện gây lộn, đánh lộn với nhau, rồi có người thì ngồi tù, có người thì chết, cũng vì năm ấm quá hưng hành sung mãn mà nó đưa đến những nỗi khổ như thế. Đức Phật khi nêu lên 8 nỗi khổ căn bản của kiếp người: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, tán tấn hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Ngài còn bảo rằng đời là biển khổ mênh mông, mà tất cả chúng ta là những chúng sinh đang bơi lội dãy dùng rồi hợp trong biển khổ đó. Quý vị, nếu quý vị là những người học Phật thì phải trực nhận ra được sự thật này. Cho nên khi Đức Thế Tôn giác ngộ được chân lý nơi cội cây Bồ Đề, gần 5 thập kỷ chu du hoằng hóa, Ngài đem ánh sáng chân lý mình giác ngộ để giúp cho chúng sanh nhận ra được lẽ thật ấy. Mà từ bấy lâu nay chúng sanh mê lầm vọng chấp, khổ mà mình cho là vui, cho nên mình cứ tìm vui trong tham dục, vui trong đau khổ, mà đâu biết rằng cái vui mong manh tạm bợ, còn cái khổ lại triền miên. Và không phải chỉ khổ trong một kiếp này, mà từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, chúng ta vào sinh ra tử không biết bao nhiêu nỗi thống khổ đọa đày. Vậy mà chúng ta đâu có nhận hiểu, đâu có thấy rõ. Cho nên Đức Phật khi Ngài thuyết minh cái bài pháp đầu tiên nơi vườn Lộc Giả xứ Ba La Nại để độ cho 5 anh em ông Kiều trần như, đó là bài pháp Tứ Diệu Đế. Phần chân lý đầu tiên Ngài chỉ dạy đó là khổ đế. Đây là khổ. Chúng ta có nhận rõ đời là khổ hay không quý vị? Nếu quý vị đã nhận rõ đời là khổ thì tại sao chúng ta không phát tâm cần cầu giải thoát khổ đau? Mà đường sinh tử là đường đau khổ. Cho nên ngày hôm nay tất cả chúng ta những người học Phật phải chân thật sợ cái nỗi khổ sinh tử. Quý vị ơi, con có đọc được cái bài văn khuyến phát tâm Bồ Đề của Tỉnh Am Đại Sư. Ngài trong đó Ngài có viết như sau: Nga nga tích cốt quá bỉ sùng sơn, mãn mãn hoành thi đa ư đại địa. Ngài bảo rằng nga nga tích cốt, tích cốt có nghĩa là cốt là xương, xương mà chúng ta bỏ lại trong quá trình sinh tử nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ, nếu tích chứa nhóm lại thì quá bỉ sùng sơn, cao hơn núi nữa quý vị. Mãn mãn hoành thi đa ư đại địa. Cái thay chết của chúng sanh nằm dọc nằm ngang, bỏ lại trong cái kiếp sống luân hồi đó nhiều hơn cả đại địa nữa quý vị. Bao nhiêu đó thôi chúng ta cũng rùng mình rợn tóc gáy, sợ vô cùng quý vị ơi. Khi chúng ta có phát khởi được cái tâm chân thật sợ sinh tử khổ đau thì mình mới phát khởi được cái tâm chân thật cần cầu giải thoát, phải không quý vị? Bây giờ quý vị xét lại coi, cái nỗi khổ trong cuộc đời ngay nơi kiếp sống hiện tại, mấy mươi năm mình đã trải qua trăm đắng ngàn cay, mà chúng ta thường nói ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh, bao nhiêu khổ đau cuộc đời tôi đã nếm đủ hết rồi, nhưng mà mình cũng vẫn còn chưa chán chưa sợ. Rồi nếu chúng ta có được túc mạng, có được tuệ nhãn, tức là có mắt trí tuệ để nhìn thấy rõ được vô lượng kiếp sanh tử mình đã trải qua, thì chắc chắn quý vị sẽ không còn có một niệm hơn thua tranh đua, mà điều chân thật phát Bồ Đề tâm tu hành hướng đến sự giải thoát sanh tử khổ đau thôi quý vị. Cho nên trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao,
Ngài Ấn Quang Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Ngài dạy, Ngài nói để cho một đời này chúng ta tu hành tinh tấn, thành tựu sự nghiệp bản sanh, giải thoát vòng sinh tử luân hồi đau khổ, thì đầu tiên quý vị cần phải dán chữ tử lên trán để phát khởi một cái niệm tâm chí thành tha thiết, sợ cái nỗi khổ sanh tử. Dán cái chữ tử lên trán đi quý vị. Và chư vị tổ đức của chúng ta khi xưa trong quá trình dụng công tu hành, quý ngài đều đã thực tập như vậy. Con nói thí dụ Hòa Thượng Tuyên Hóa thì ngài đặt cho mình một cái pháp hiệu, biệt hiệu riêng biệt, đó là Mộ Trung Tăng. Mộ Trung Tăng là sao? Là vị tăng nằm trong phần mộ, xem mình là người đã chết, đã bước vào quan tài đóng nắp lại, đang nằm trong phần mộ, cho nên hơn thua được mất buông xuống hết. Rồi ngài còn có một biệt hiệu thứ hai nữa, đó là Hoạt Tử Nhân, người đã chết nhưng hiện tại vẫn còn đang hoạt động, vẫn còn sinh hoạt đi tới đi lui đó, nhưng mà phải xem mình là tử nhân, tức là người đã chết rồi. Nương nơi đây nè, con cũng xin kính tặng cho quý vị bài thơ. Tuy quý vị chưa phải là người xuất gia, vẫn còn là tại gia cư sĩ, vẫn còn phải tiếp cận với cuộc sống xã hội, lo cơm áo gạo tiền để lo cho bản thân, phục vụ cho gia đình và đóng góp cho xã hội, nhưng kính tặng quý vị một bài thơ. Tuy thân ta chưa xuất gia, tâm của chúng ta phải tập xuất gia đi nghe quý vị. Mà xuất gia như thế nào? Xuất thế tục gia là cái ý nghĩa đầu tiên, ra khỏi cái ngôi nhà thế tục. Tuy quý vị vẫn còn ở nơi cư gia của mình, nhưng tại gia chí Phật đạo giả, thân ở tại gia tâm trí luôn hướng đến Phật đạo. Vậy mà có nhiều người Phật tử nhiều năm học đạo vẫn chưa nhìn thấu hiểu rõ để giác ngộ được điều này. Lâu lắm không có đi chùa, cái gặp con nói: cô ơi, con bận bịu quá, không có thời gian rảnh để đi chùa, để học Phật, để tham dự khóa tu. Lâu lắm rồi đó nha. Cũng vì bận công việc làm ăn mua bán, rồi cũng vì bận lo coi nhà coi cửa. Rồi vị này lại nói rằng: để con sắp xếp công việc xong xuôi đi, rồi ổn định việc nhà, giao phó cho con cho cháu xong rồi cái con mới an tâm mà lo niệm Phật, mới đi đến chùa tham dự khóa tu. Nhưng xin hỏi một câu, bao giờ xong? Phải không quý vị? Bao giờ sắp xếp xong? Ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng có lúc xong đâu quý vị. Và có bảo đảm rằng ngày mai mình còn không? Bộ mình tưởng mình sống hoài, sống mãi giữa thế gian này sao? Người có được một tinh thần giác ngộ cao đó quý vị, nhìn thấu hiểu rõ vạn pháp vô thường, thân mạng này cũng vô thường luôn quý vị ơi. Hôm nay chung mặt ngồi đây tu học, nhưng chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào. Do đó không có hẹn ngày mai, vì ngày mai là ngày khó có thể thực hiện được. Ngày mai là ngày mà chúng ta chưa có bảo đảm là mình còn được sống hay không nha quý vị. Cho nên quý vị đừng hẹn, đừng chờ, đừng đợi, vì vô thường không cho chúng ta chờ đợi hẹn. Chứ vị tổ đức dạy mình như sao? Mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Chớ đợi đến già mới lo niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Quý vị có bảo đảm rằng mình sống vài chục năm nữa, 10 năm nữa, có bảo đảm không? Không, phải không quý vị? Vì sự sống của con người giới hạn, gọi là sanh hữu hạn. Nhưng mà cái chết đến nó không có định kỳ, do đó mà nói là tử vô kỳ. Cái chết nó đến, nó đâu có kỳ hạn. Mà mạng sống của con người có giới hạn đó nha, cao lắm chỉ 100 năm thôi. Nhưng mà cái chết nó đến bất ngờ quý vị.
và khẳng định một điều ai trong chúng ta rồi cũng phải chết. Cho nên quý vị đừng sợ chết nha. Người tu học Phật Pháp đừng sợ chết. Vì có sợ tránh cũng không khỏi, trốn cũng không thoát được đâu quý vị. Ta sanh ra ở giữa cuộc đời này, sanh ra là khách qua đường, chết rồi trở lại quê hương của mình. Đất trời quán rõ phiêu linh, nghìn xưa cát bụi tâm tình đớn đau. Thời gian chẳng đợi chờ nhau, đầu xanh hôm trước nay màu cỏ khô. Ngổ ngang xương trắng bên mồ, hàng tùng xanh thẳm điểm tô xuân về. Trước sau than thở ê dè, cuộc đời hư huyễn trần mê làm cái gì. Cuộc đời này hư huyễn, huyễn giả lắm quý vị. Thân mạng của chúng ta nó mong manh tạm bợ. Nếu như kiếp sống phù du chỉ một ngày thì kiếp người cũng vậy, có ai hay. Giấc mộng đêm qua là tỷ phú, nhưng thức giấc giật mình tay trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ cũng chỉ có một giường, của tiền cất chứa dẫu đầy rương. Một cơn gió ác vô thường đến, thần thức ra về trong vấn vương. Dầu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài thấp nén hương. Của tiền vật chất đành bỏ ráo, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải sẽ đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng miệng cười đó quý vị. Có một câu chuyện, tấm gương sáng của chư vị tổ đức, mà con xin mạn phép kể cho quý vị nghe, xem như là một món quà trao tặng cho quý vị. Mong sao quý Phật tử lấy gương sáng của người xưa để chúng ta soi rọi lại mình, để học tập, để bắt chước quý ngài. Phát tâm chân thật, sợ cái nỗi khổ sinh tử luân hồi đau khổ kia, mà hướng tâm cần cầu sự giải thoát đi quý vị. Khi xưa có một cậu bé nọ, 9 tuổi. Cậu bé này mới có 9 tuổi đời thôi mà cha mẹ lần lượt qua đời, bỗng chốc trở thành một cậu bé mồ côi. Một hôm cậu bé đó đi đến chùa gặp Hòa Thượng Từ Trấn đảnh lễ ngài và thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, xin ngài hãy tiếp nhận độ cho con được xuất gia tu đạo. Hòa Thượng nói: Con ơi, tuổi con còn nhỏ quá, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Cậu bé trả lời: Bạch Hòa Thượng, con 9 tuổi. 9 tuổi con có biết cái gì đâu mà tu hành. Vậy thì vì sao mà con phát tâm muốn xuất gia tu đạo, con nói cho Hòa Thượng nghe coi. Cậu bé này trả lời: Bạch Hòa Thượng, tuy tuổi đời con còn nhỏ, mới lên 9 thôi, nhưng mà cha mẹ con lần lượt qua đời, chứng kiến trước cảnh sinh tử biệt ly quá nhiều thống khổ đó, con suy nghĩ rằng con người chúng ta từ đâu mà sanh ra, rồi sau khi chúng ta chết đi rồi chúng ta đi về đâu. Vì muốn tìm hiểu nguồn cội của vấn đề sinh tử và muốn tìm con đường để giải thoát sinh tử, cho nên con mới xin Hòa Thượng độ cho con xuất gia tu đạo. Nghe xong rồi Hòa Thượng Từ Trấn mới trả lời: Con nhỏ vậy mà con vì sự sanh tử mà phát tâm tu hành, quá tốt. Đó là sự hảo tâm xuất gia, tức là cái sự phát tâm xuất gia tốt đó. Hảo mà, hảo tâm là đem cái tâm trí tốt lành mà xuất gia tu đạo. Sáng ngày mai ta sẽ làm lễ thế phát xuất gia cho con. Cậu bé đó không ai xa lạ, chính là ngài Thân Loan Đại Sư. Ngài mới trả lời như thế này: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng là người xuất gia học đạo, chắc chắn Hòa Thượng đã hiểu rõ được cái quy luật vô thường của kiếp sống mong manh này. Có ai bảo đảm rằng ngày mai Hòa Thượng còn sống để độ con xuất gia, trong khi Hòa Thượng tuổi đã già? Ai bảo đảm ngày mai Hòa Thượng còn sống không? Giả lại, con tuổi đời còn nhỏ, tâm trí cũng vô thường, bây giờ con đang phát tâm muốn xuất gia tu đạo. Nếu Hòa Thượng không độ cho con thế phát xuất gia liền, thì con cũng không bảo đảm rằng sáng ngày mai này con còn giữ được cái tâm nguyện xuất gia.
Bởi vì thân vô thường, tâm vô thường, cho nên con xin Hòa Thượng hãy từ bi thể phát xuất gia cho con liền ngay bây giờ. Nghe xong rồi Hòa Thượng Từ Tránh bảo rằng ta không có lý do gì mà chờ đến ngày mai, bởi vì thân vô thường, không ai bảo đảm ngày mai Hòa Thượng còn sống nha. Còn cái tâm cũng vô thường, bây giờ cậu bé này đang phát tâm mà mình không độ chưa chắc gì ngày mai còn muốn xuất gia. Con ơi, nếu mà con dụng công tu đạo, trong quá trình tu tập mà con luôn đem cái tâm chân thật vì sự sinh tử vô thường khổ đau này mà con tu tập, thì ta tin chắc rằng con sẽ trở thành một bậc long tượng trong chốn tòng lâm, đem lại sự lợi ích vô vàng cho Phật pháp, cho chúng sanh. Rồi Hòa Thượng bảo hấp đèn lên làm lễ thế phát xuất gia liền ngay bây giờ. Thiệt quý vị, sau khi được xuất gia nơi Hòa Thượng Từ Tránh, Thân Loan Đại Sư nỗ lực chuyên cần tinh tấn tu tập, bởi vì thấy sinh tử là việc lớn, cơn vô thường mau chóng, và ngài đã làm rạng rỡ tông phong quang vinh con dòng họ Thích. Ngài đã trở thành vị sơ tổ của Tịnh Độ chân tông ở tại đất nước Nhật Bản. Đây là một tấm gương rất sáng, nhưng chúng ta soi rọi lại mình, lấy tấm gương sáng của tổ đức ngày xưa soi rọi lại bản thân mình. Bây giờ mình có chân thật vì sự sanh tử và luôn quán niệm sự vô thường mau chóng hay không quý vị? Hay là tôi còn khỏe, tôi còn trẻ mà đừng nói vấn đề chết chóc với tôi nha, tôi sợ lắm nha. Tại vì tôi còn thời gian dài lắm, đừng nói chết. Sao mà đạo Phật bi quan tiêu cực lắm, nói cái gì cũng là tử thần, nói cái gì cũng là việc chết chóc, sao không nói cái gì vui hơn? Có nhiều người quan niệm và họ cho rằng đạo Phật của chúng ta là bi quan tiêu cực. Tại sao lại khiến con người sống bi quan, cứ tối ngày quán niệm cái chết để làm gì vậy? Vì chúng ta không ý thức giác ngộ, không nhìn thấu hiểu rõ được cái sự thật này. Cho nên lúc còn trẻ, sức khỏe còn đầy đủ, lúc chúng ta còn đang được sống, chúng ta không biết trân trọng quý kính những giây phút hiện tại, phải không quý vị? Sống hơn thua, tranh đua, giành giật, rồi tưởng rằng mình sống hoài, sống mãi ở trên thế gian, tranh chấp đủ thứ, tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt, chiếm hữu, chiếm dụng những cái gì mình ưa, mình thích, miễn làm sao là thỏa mãn dục vọng của mình là được rồi, mà bất chấp thủ đoạn luôn quý vị. Nhưng không ngờ rằng đời người ngắn ngủi lắm quý vị ơi. Nếu quý vị hiểu rõ được quy luật vô thường này và luôn chân thật quán niệm cái chết gần kề một bên, con tin chắc rằng quý vị không hơn thua để làm gì. Hôm nay còn sống, ngày mai mất rồi, ngày mai chết rồi, phải không quý vị? Hơn thua để làm gì? Thôi kệ đi quý vị ơi, từ bi hỷ xả đi. Ta là người lữ khách, chỉ tạm trú một thời gian nơi quán trọ cuộc đời này, rồi ai cũng phải ra về hết, ai cũng phải đi về, thì hơn thua tranh đua để làm gì? Thôi kệ, đừng than trách thế nhân, đừng buồn, đừng giận để bâng khuâng. Tình đời thế thái xưa nay vậy, thánh hiện thì ai ở trong trần. Thôi, ai đúng ai sai cứ mặc kệ người, phận mình ta lo giữ phận mình thôi. Nếu ta cứ mãi tìm lỗi nơi kẻ khác, ấy thế là ta đã lỗi rồi. Nếu chúng ta cứ soi bói nhìn và moi móc lỗi lầm của kẻ khác, thì chúng ta đã tự mình đánh mất đi cái tâm thanh tịnh trong giây phút hiện tại này, rồi tự mình đem cái xấu dở của người khác để làm cho mình phiền não khổ đau. Cuộc đời này vô thường lắm quý vị, sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai. Thôi buông xả hết đi quý vị ơi. Mọi người sống với nhau bằng tình yêu thương, bằng tình người chan hòa cùng tất cả, thì cái cõi đời này mới được an vui hạnh phúc, mới được kiến tạo thành một cảnh giới cực lạc tịnh độ tại nhân gian, đúng không quý vị? Còn cứ hơn thua tranh đua có lợi ích gì đâu, ngắn ngủi vô thường quá mà. Nếu hôm nay quý vị tranh chấp hơn thua, cãi vã, đưa đến những tình trạng phức tạp gây cấn,
sâu xé với nhau. Rồi ngày mai kẻ ở người đi, chúng ta có cảm thấy bùi ngùi, xót xa hay không quý vị? Cho nên chúng ta hãy chân thật. Sợ cái nỗi khổ sinh tử, luân hồi đau khổ kia mà phát bồ đề tâm hướng đến sự giải thoát. Bao nhiêu hơn thua buông xuống hết. Ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc, được không quý vị? Có vị Phật tử đến nói với con như thế này: cô ơi, con cũng muốn tu tập phát triển hạnh lành, từ bi, yêu thương tất cả. Nhưng khi mình phát bồ đề tâm, mình tu hành không phải dễ cô ơi. Mình tu, mình là ăn chay, mình niệm Phật, mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường, mình đi chùa, mình làm từ thiện. Mình mắc mớ gì cái bà hàng xóm mà bà thấy mình bên đây tụng kinh là bên kia bà soi bói, bà nói xiên nói xỏ. Cho nên tức dữ lắm. Ở nhiều khi nhịn được mà nhiều lúc không nhịn được. Và nghĩ rằng nếu mà mình tu mà mình cứ nhẫn nhịn, chịu đựng hoài để cho họ lấn lướt, họ làm tới, thì giống như mình là một kẻ ngu vậy đó. Cho nên không có nhịn được nữa rồi, làm tới bến luôn. Người đó chửi mình chửi lại. Họ tát mình một bạt tay, mình cũng dối tát lại họ bạt tay để trả thù, để hả cơn giận. Vậy thử hỏi mình với họ có khác gì hay không quý vị? Mình với họ cũng là một loại, có khác gì đâu. Nhưng chúng ta có khác ở chỗ nào vậy? Người biết tu học Phật Pháp, nhìn thấu hiểu rõ về nhân về quả, đâu có dạy gì chúng ta lại gieo cái nhân xấu ác để rồi tự mình gặt hái cái kết quả khổ đau. Ta trồng dưa ta được dưa, ta trồng đậu ta được đậu, ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó. Đâu vì cái xấu dở của người khác mà làm mất đi cái giá trị cao quý là phẩm chất đạo đức của chính mình, phải không quý vị? Chúng ta phải có khác hơn chứ. Ai nóng giận thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có thù hiềm kết quán. Thói hung dữ mới vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Người hung hăng ta đáp lại dịu hiền, thì thù toán toan khiên chấm dứt thôi quý vị. Còn nếu hận thù, chúng ta đối đầu với hận thù thì oan oan tương báo, dây oan khi đã buộc rồi, tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì nữa quý vị. Thân xác này trả về cho đất nước gió lửa, còn thần thức của chúng ta lại theo nghiệp nó dẫn mình lên xuống nổi trôi trong ba cõi sáu đường sinh và tử, quá nhiều đau khổ quý vị ơi. Hãy phát khởi cái tâm chân thật, sợ cái nỗi khổ sinh tử kia. Đã bao nhiêu lần chúng ta vào sinh ra tử, bỏ thân này mang thân khác. Đời này được thân người, nghe học được Phật Pháp, hãy trân trọng quý kính cái lương duyên này, để rồi đem những gì chúng ta đã nghe, đã học, đã hiểu ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, phát triển đời sống tâm linh của mình, nuôi dưỡng đạo đức và sống tốt đời đẹp đạo, để đúng với giá trị của một kiếp người. Quý vị thực hiện được không? Vì sợ cái nỗi khổ sinh tử luân hồi, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dán chữ tử lên trán, nhớ đến cái chết gần kề rình một bên. Cho nên buông xả hết mọi phân biệt vọng chấp, buông xả hết tham sân si phiền não, buông xả hết hơn thua được mất, thương ghét hận thù. Nếu quý vị thực hành như vậy, quý vị sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc thật sự, nếm trải được hương vị ngọt ngào của dòng suối chấm pháp, và quý vị từng bước một đi trên con đường giải thoát an vui đó quý vị. Rồi, quý Phật tử, ở phương diện thứ hai con chia sẻ trong chủ đề ngày hôm nay là quý Phật tử đã sợ, chân thật sợ cái nỗi khổ sinh tử, quá nhiều đau khổ rồi. Thì bây giờ trên phương diện thứ hai, quý vị phải phát khởi cái tâm cần cầu giải thoát sanh tử. Khổ thì mình mới cầu giải thoát,
có khổ mới cầu giải thoát. Nếu không trải qua những nỗi khổ niềm đau, chắc chúng ta cũng không có phát tâm Bồ Đề để tu tập để làm gì, phải không quý vị? Nhưng mà vì có khổ, nhận chân được nỗi khổ đó, chúng ta phát Bồ Đề tâm tu tập để cần cầu sự giải thoát sinh tử khổ đau. Và hai chữ giải thoát đó quý vị đã thực hiện được chưa? Và có được sự giải thoát hay không quý vị? Giải là tháo mở, thoát là vượt ra. Mình hiểu rõ hai chữ giải thoát là tháo mở, cởi trói. Tháo mở là một đời sống thông dong tự tại, không bị trói buộc. Nhưng mà bản thân mình nói tôi cầu giải thoát mà chấp kinh khủng luôn, vậy có giải thoát được không? Tự mình trói buộc mình, tự mình cột lại thì cũng tự mình gỡ ra thôi à, không ai gỡ giùm mình đâu nha. Thí dụ nha, nếu như Đức Thế Tôn có hiện hữu ở giữa cuộc đời này thì Ngài cũng không ban cho chúng ta sự giải thoát ké đâu quý vị, mà Ngài chỉ là vị hướng đạo sư chỉ cho chúng ta con đường tu tập để đạt đến sự giải thoát đó. Và Ngài nói rằng những giáo pháp mà Đức Thế Tôn nói ra nhiều lắm, nhưng chung quy không ngoài vấn đề giúp cho chúng sanh giải thoát khổ đau quý vị ơi. Chúng ta có cơ duyên học Phật, nương theo giáo pháp của Phật là chiếc chìa khóa để mở cửa cho chúng ta bước vào lâu đài hạnh phúc giải thoát Niết Bàn. Nhưng nếu quý Phật tử học Phật xong rồi đem cái hiểu biết của mình ra để tranh đua, để chất vấn, để nói hơn nói thua, để luận thiền, để lý đạo, mà đầu mồm thì nói suốt trăm phần diệu, còn dưới gót chẳng ly một mãi trần, thì xin thưa với quý vị, hai chữ giải thoát đối với chúng ta cũng xa vời, xa tích à. Bản thân mình không có trải nghiệm thật sự được đâu. Và con xin kể câu chuyện. Tại một ngôi thiền viện nọ, một hôm vị thiền sư mới bảo với chúng đệ tử của mình: này các con, Ngài mới đưa ra một cái tắc công án nha, và bảo các vị đệ tử phải tư duy và đưa câu trả lời. Giả sử như có một con cọp, người ta cột vào trong cổ của nó một cái lục lạc. Vị thiền sư mới hỏi: vậy các con cho ta biết làm thế nào để tháo gỡ cái lục lạc ngay cổ của con cọp ra? Người này giơ tay lên xin bạch hòa thượng: con có câu trả lời. Câu trả lời đáp án của con đó là: để tháo gỡ cái lục lạc nơi cái cổ con cọp ra thì mình phải lấy thuốc mê xông nó. Nhưng hòa thượng hỏi: ai là người đem thuốc mê đến để xông cho con cọp? Không dám, không ai dám hết. Biết rằng thuốc mê có thể xông để cho con cọp nó mê rồi mình nó bất tỉnh rồi mình đến mình tháo gỡ ra đó, nhưng mà ai là người đem thuốc mê để xông? Không ai dám. Rồi người khác nói: con có cách là dùng cái roi điện để quất vào người nó để điều khiển nó. Nhưng mà ai là người cầm cái roi điện để điều khiển con cọp đây? Dám không? Không. Cái người nói lý này, người nói ý kia. Xong rồi vị thiền sư này bảo rằng đó cũng chưa phải là cái cách giải quyết thỏa đáng. Xong có một vị thiền sinh đứng dậy và chắp tay quỳ gối thưa rằng: kính bạch Ngài, theo con muốn lấy được cái lục lạc cột nơi cổ con cọp ra thì chỉ có người cột cho nó thì người đó mới mở ra được. Có đúng vậy không quý vị? Vậy thì quý vị nói: tôi tu tập để cầu giải thoát, ai trói buộc mình đây? Ai trói buộc ta vậy? Quý Phật tử trả lời: tự mình, tự ta trói buộc ta, phải không quý vị? Vậy thì ai khiến cho ta được giải thoát vậy? Ai là nhân vật chính, là chủ để giúp cho mình giải thoát? Cũng chính mình mà thôi quý vị ơi. Để tu hành một đời giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ,
Con kính thưa với quý Phật tử, chúng ta phải nương vào năng lực tự thân. Nhưng mà năng lực tự thân của chúng ta cũng chưa đủ nữa quý vị. Tại sao con nói như thế? Xin kể cho quý vị nghe về những giai thoại trong nhà thiền, những câu chuyện của các vị thiền sư đã đại triệt đại ngộ rồi nha. Nhưng mà các vị đó vẫn còn đại triệt đại ngộ, ngộ rồi nhưng mà chưa đoạn sạch hết những kiết sử phiền não, vẫn còn phải trở lui lại trong vòng sinh tử luân hồi. Con nói thí dụ vào đời nhà Tống có Tô Đông Pha. Quý vị có biết tiền thân của Tô Đông Pha là ai hay không? Là ngũ tổ giới. Trước đây ngài tu thiền, kiếp trước ngài tu thiền là một cao tăng ngộ đạo đó nghe quý vị. Nhưng một hôm trong lúc ngồi thiền thì dù ngài ngộ đạo, hiểu được cái lý đạo, nhưng mà bản thân ngài chưa có điều phục và chuyển hóa sạch hết những kiết sử phiền não. Trong tâm nó khởi lên một cái niệm tâm, móng tâm động niệm về sắc dục. Đang ngồi thiền vậy nó khởi lên cái niệm tâm đắm nhiễm vào sắc dục. Cái lúc này ngài mới cảm thấy xấu hổ quá đi. Mình là một vị cao tăng đại triệt đại ngộ mà bây giờ trong tâm của mình còn những kiết sử phiền não, mà chính bản thân mình biết rõ móng tâm động niệm của mình. Người ngoài không biết nhưng mà mình là người biết rõ. Cho nên vì sự xấu hổ ngài tức giận bản thân mình, tự bỏ xác quý vị. Tự bỏ xác mà an nhiên tịch như vậy. Đối với thế gian hiện tại bây giờ, chúng ta là phàm phu làm gì có thể mà an nhiên thị tịch, phải không? Đâu phải nói chết là chết được đâu. Nhưng mà lúc nhận ra mình còn cái sai, cái dở như vậy, ngài cảm thấy xấu hổ quá, mới bỏ cái thân này và mong muốn là nhận lại cái thân sau. Để làm gì? Để tu hành rốt ráo hơn. Nhưng khi bỏ thân rồi thì cái người bạn ngồi thiền kế bên biết được cái tâm niệm của ngũ tổ giới là gì, khởi lên một niệm sắc dục và tự trách lấy mình mà bỏ xác. Chắc chắn sau này ông ta tái sanh trở lại thì đời này ông ta có tham thiền, có ngộ đạo thì chắc chắn sẽ thông minh, nhưng mà cũng sẽ vướng vào cái sắc dục. Do đó cái người bạn cũng bỏ xác và nguyện đi theo để khuyến hóa, để hướng dẫn cho bạn mình tinh tấn đạt đến cứu cánh của sự giải thoát. Và cái người mà ngũ tổ giới á, bỏ cái xác đó tái sanh trở lại không ai xa lạ vào đời nhà Tống, chính là Tô Đông Pha. Vì trước mình là một cao tăng ngộ đạo cho nên tái sanh trở lại ông thông minh học giỏi vô cùng, có thể nói là học đâu nhớ đó, và văn chương thi phú rất là hay, rất là giỏi, bởi vì ông có tu về tuệ. Luận thiền lý đạo thông suốt hết, có thể nói tam tạng kinh điển ông nằm lòng. Nhưng mà cái người bạn tái sanh trở lại là ai vậy? Chính là Phật Ấn Thiền Sư quý vị ơi. Mà nhờ sự hỗ trợ khuyến khích của Phật Ấn Thiền Sư Tô Đông Pha đó, hướng tâm đến với đạo. Ông đi đâu ông cũng đeo cái hình tượng của Đức Phật A-di-đà đem theo bên mình. Và ông thường nói rằng tôi tin có Phật ở bên mình. Lúc nào cũng đem hình tượng của Phật A-di-đà ở bên mình để tự nhắc nhở mình. Đời trước biết mình có tu, là một cao tăng có tu, cho nên tái sanh trở lại mới thông minh học giỏi và lại có duyên lành gặp được Phật Pháp. Nhưng mà nếu như cứ để tiếp diễn trong vòng sinh tử hoài như vậy thì dù đại triệt đại ngộ trở lui trong kiếp sống luân hồi, Bồ Tát vẫn còn mê khi cách ấm, hình văn vẫn còn muội lúc ra thai quý vị. Cho nên Tô Đông Pha đem cái bức tượng hình A-di-đà đem theo bên mình để làm gì? Để tự nhắc nhở mình phải
phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh để giải thoát sanh tử luân hồi đó quý vị. Vậy mà cuối đời Tô Đông Pha lúc này thân có bệnh, người thân mới nói rằng ngày nào cũng đem Đức Phật A Di Đà kế bên mà tại sao lúc thân có bệnh không nhớ Phật niệm Phật. Tô Đông Pha trả lời rằng dù rằng hàng ngày đem Phật bên mình, nhưng đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời ta gọi là giờ phút lâm chung đó, các nghiệp nó bức bách, thân nó đau đớn quá, đâu có nhớ đâu mà niệm. Quý vị thấy chưa, không phải dễ đâu. Để vượt qua cái cửa ải sanh tử không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên quý Phật tử chớ có khinh thường, mà phải chân thật phát tâm tu hành cầu giải thoát sanh tử, cầu một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để ra khỏi sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường quá nhiều đau khổ nha quý vị. Con xin hỏi thật một câu, quý Phật tử có muốn vãng sanh không? Muốn không quý vị? Quý vị có muốn cầu giải thoát sanh tử không? Muốn một đời này mình giải thoát sanh tử không? Sanh tử quá đau khổ mà, luân hồi khổ lắm quý vị. Luân hồi khổ, luân hồi lắm khổ. Cực lạc vui, cực lạc chỗ nhàn vui, Tây Phương Cực Lạc hãy phản hồi, dứt lìa sinh tử nổi trôi sáu đường. Nhưng mà để cho chúng ta có thể thực hiện được trên con đường giải thoát đạt đến cứu cánh, ra khỏi sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường, thành tựu sự nghiệp vãng sanh, thì không phải chỉ năng lực tự thân là đủ, mà chúng ta còn nương vào Phật lực nữa quý vị ơi. Cho nên pháp môn tịnh độ đối với tịnh tông thì chúng ta nên nhớ nương vào hai năng lực, tự lực và tha lực. Và tự lực tha lực được ví như là đôi cánh của một con chim, để giúp cho con chim này có thể vượt khỏi trùng dương vạn dặm, bay đến bầu trời giải thoát an vui. Nương vào năng lực tự thân của mình không đủ sức đâu quý vị, mà phải nương vào Phật lực nữa. Nương vào Phật lực tức là nương vào đại nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Khi xưa trong quá trình tu nhân, Ngài có phát ra 48 lời đại nguyện để nhiếp thọ tiếp dẫn chúng sanh. Trong đó đại nguyện thứ 18, Ngài nguyện rằng: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh trong mười phương chí tâm tin ưa, nguyện sanh về cõi nước của tôi, xin danh hiệu của tôi nhẫn đến mười niệm mà không được sinh về, tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác. Trừ những người tạo tội ngũ nghịch, thập ác và quỷ bán chánh pháp. Chúng ta đâu đến nỗi là hạng người tạo ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu. Năm tội đó gọi là ngũ nghịch tội. Và cũng chúng ta cũng đâu đến nỗi là hạng người xấu ác, phải không quý vị? Xin quý vị hãy phát khởi cái tâm chân thật, niệm Phật A-di-đà, cầu một đời này vãng sanh đi quý vị, để ra khỏi luân hồi sinh tử đau khổ. Mà một người niệm Phật để thành tựu sự nghiệp vãng sanh, để đạt được sự giải thoát đó, thì xin trân trọng kính gửi trao cho quý vị lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Ngài dạy như sau: nếu chúng ta có được một niệm chí thành thì có được một phần lợi ích. Có bao nhiêu sự chí thành thì có bao nhiêu phần lợi ích quý vị. Chư Phật chư Tổ đều do từ nơi cái tâm cung kính chân thành mà thành tựu. Chúng ta cũng phải nương vào cái tâm cung kính chân thành mới thành tựu được quý vị. Vậy thì chúng ta có cung kính chân thành hay không? Cung kính cái gì? Thành kính đối với cái gì? Thành kính đối với Phật, thành kính đối với chánh pháp, thành kính đối với tăng, và có thành kính đối với con đường giải thoát mà chúng ta đang thực hiện bước đi. Quý vị có cái tâm chân thành và cung kính hay không? Có chưa? Nếu chưa thì phải thực tập để có được cái này. Nếu không thì con đường giải thoát xa lắm quý vị ơi. Bây giờ con kể một câu chuyện. Người cầu cái pháp thế gian thôi mà còn phải có cái tâm thành kính
thì huống chi chúng ta là người cầu cái pháp xuất thế gian, cái pháp giúp cho chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, đòi hỏi cái tâm thành kính còn phải nhiều hơn thế nữa. Con nói thí dụ, người cầu cái pháp thế gian đây nha, vì dục thì dù trong cảnh dầu sôi lửa bỏng nha, mà cầu học nơi ai đó cũng phải lòn cúi nhẫn nhịn, phải không quý vị? Điển hình như là mình muốn học nghề sửa xe thì đầu tiên mình vào mình cũng phải lòn cúi cung kính cái vị thầy mà chỉ dạy cho mình, và phải tha thiết cầu học ta dạy chỗ nào phải tập trung chú ý lắng nghe và phải thực hiện theo những lời chỉ dạy đó thì mình mới trở thành một người thành đạt, thành công trong cái ngành nghề mà chúng ta học tập. Thì huống chi chúng ta là người cầu cái pháp xuất thế gian còn phải có cái tâm thành kính cỡ nào nữa quý vị. Nhưng chúng ta chưa có được sự thành kính này quý vị ơi. Nói đi đến chùa học Phật, tham dự khóa tu vậy đó, nhưng mà phải làm vừa lòng tôi nha. Tôi đi đến thì phải tiếp đón tôi đàng hoàng, mà người nào mà đối xử với tôi tệ một chút xíu, không bằng người khác là dẹp, tôi bỏ tu, tôi không nghỉ, tôi không đi chùa nữa. Vậy là mình có thành kính chưa? Chưa quý vị. Có một chuyện chút xíu à, là người ta không quan tâm tới mình là bỏ tu bỏ đạo rồi. Vậy chúng ta đâu có tha thiết, đâu có tâm chân thành, đâu có tâm cung kính cần cầu Phật Pháp đâu quý vị. Tiền thân của Đức Phật trong quá trình tu nhân, Ngài đã xả thân cầu đạo. Cầu nghe một bài kệ thôi nha, mà Ngài có thể đóng trên thân của mình 1000 lỗ đinh, hoặc là đem thân mình bố thí cho những loài cọp đói để nghe một câu, một bài kệ. Chúng ta bây giờ có được cái tâm chân thành và cung kính đó đâu. Có khi đi đến đạo tràng, bây giờ quý thầy quý cô thì đều tổ chức đạo tràng khóa tu và kêu gọi quý Phật tử về chùa tu tập, tạo điều kiện cho quý Phật tử có chỗ là mướn xe đi đến nơi chở quý Phật tử về đạo tràng tu, vậy mà còn không chịu đi nữa. Thôi bữa nay tôi mắc bận rồi, nhà tôi có việc rồi, con cháu tôi về chung vui sum họp, tôi không thể nào đi đến đạo tràng được. Năm mới có mấy ngày lễ, nó về nó chưa vui với mình, sum họp gia đình, ăn tiệc, đãi đằng. Vậy chúng ta chưa có cái tâm thành kính đối với Phật Pháp quý vị. Rồi thí dụ nha, hôm nay thân mình nó hơi ớn ớn lạnh, hoặc nó hơi khó chịu chút xíu, thôi nghỉ tu bữa. Chúng ta hay viện những lý do để lười biếng giải đãi vì chúng ta chưa có được một cái niệm tâm chí thành và cung kính. Khi nói đến sự chí thành và cung kính thì có người đến hỏi Ngài Cơ Ma La Thập, làm sao để có được một niệm chí thành, làm sao để có được một niệm cung kính để sự tu hành đạt được kết quả rốt ráo, cứu cánh giải thoát. Ngài Cơ Ma La Thập, Ngài dẫn chứng bằng cách kể một câu chuyện như sau. Ngài nói rằng có một kẻ tử tội, người này mang một bản án tử hình chờ giờ hành quyết. Một hôm nhà vua xuất hiện, gọi kẻ tử tội đến và nói rằng: ta cho ngươi một ân huệ sau cùng, sáng ngày mai ngươi phải đội một cái dĩa dầu trên đầu của ngươi, đi dạo qua 4 cửa thành đông nam tây bắc. Nhưng khi về, dĩa dầu trên đầu của ngươi vẫn còn nguyên vẹn, bao nhiêu dầu vẫn còn nguyên vẹn mà không đổ, không nhiễu ra ngoài một giọt, thì ta sẽ phóng thích trả tự do, xóa bỏ cái bản án tử hình này. Xin hỏi quý vị, một người mang một bản án tử hình mà được một cái ân huệ như vậy, họ vui mừng hay không quý vị? Vui mừng và hy vọng, phải không? Sáng hôm sau, nhà vua gọi kẻ tử tội đến, đặt một cái dĩa dầu đầy dầu trên đó. Đi đi, và cẩn thận nghe, chỉ cần nhiễu một giọt là chết. Sống hay chết đều do cái dĩa dầu này. Ta tạm gọi cái dĩa dầu đó gọi là dĩa dầu sinh tử.
mà kẻ tử tội cần phải đội để đi qua bốn cửa thành Đông Nam Tây Bắc. Quý vị ơi, ông ta chăm hẳm, đề phòng, cẩn thận, từng bước đi rất là cẩn thận, không dám nhìn qua ngó lại, không biết, không dám liếc mắt lắng nghe gì ở cảnh vật bên ngoài, kệ nó đi, nhớ tới cái dĩa dầu này, quyết định sống hay chết, sinh hay tử do nó đây nè. Ông đi dạo qua bốn cửa thành, đâu phải chỉ đi vậy thôi đâu, mà nhà vua còn cho bốn tốp người trực sẵn ở bốn cửa thành, nào là ăn mặc đẹp đẽ, đẹp đờn ca hát sướng nhảy múa lung tung vui tai đẹp mắt để kích động lòng của ông này. Nếu mà ông này chỉ cần bị tác động của cảnh duyên ở bên ngoài mà khiến cho tâm ông chao động, duyên theo cảnh, duyên theo trần, là lúc này sẽ rơi cái dĩa dầu và bất cẩn làm nhiễu cái dĩa dầu đó thì sẽ mất mạng. Nhưng mà kẻ tử tội vì nhớ đến cái dĩa dầu này, quyết định sinh và tử, sống và chết cho chính mình, cho nên rất cẩn thận, rất đề phòng quý vị. Mặc kệ nó đi, mắt trông thấy sắc lòng không động, tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao, sáu căn giữ thanh tịnh sạch lào thì nhẹ nhàng cất bước ra vào tử sanh. Đi qua bốn cửa thành mặc kệ, không quan tâm, không để ý gì hết, chỉ nhớ đến dĩa dầu sinh tử thôi. Khi trở về dĩa dầu còn nguyên, cái nhà vua nói được rồi, ta làm giữ đúng lời hứa, phóng thích trả tự do, xóa bỏ cái bản án này. Và nhà vua hỏi, khi ngươi đi qua bốn cửa thành, ngươi có thấy gì không? Ngươi có nghe gì không? Kẻ tử tội trả lời, thấy cũng giống như không thấy, nghe cũng giống như không nghe. Vì sao vậy? Mắt trông thấy sắc thì thôi, tai nghe lấy tiếng nghe rồi hoàng không, trơ trơ lặng lặng cõi lòng nhẹ nhàng, ông ta bước khỏi vòng tử sanh, là bởi vì nhớ đến cái dĩa dầu này, quyết định mạng sống của mình đâu có bao giờ để bất cẩn để xảy ra trường hợp mất mạng, phải không quý vị? Ngài Kumala Thập, ngài kể câu chuyện này và ngài nói rằng, nếu trong lúc chúng ta dụng công niệm Phật, dụng công tu hành đó, quý vị cũng nhớ cái dĩa dầu sanh tử đó, thì quý vị sẽ phát khởi được một cái niệm tâm chí thành và cung kính, không bao giờ chảnh mãn buông lung, để duyên theo sắc thinh hương vị xuất pháp, để buông lung phóng túng tâm ý của mình, để rồi con đường sanh tử chúng ta cứ mãi lẩn quẩn lanh quanh mà không giải thoát được. Mà nếu chúng ta có được một cái niệm tâm chí thành cung kính giống như kẻ tử tội nhớ đến cái dĩa dầu sanh tử đó, thì quý vị ơi, không cần chúng ta hỏi làm thế nào để giải thoát sanh tử, con đường giải thoát đang mở rộng chào đón bước chân chúng ta rồi đó quý vị. Nhưng do gì chúng ta không có được sự thành kính đó quý vị, thậm chí vào trong đạo tràng nha, có nhiều vị ở trên, các vị giảng sư nói gì nói, còn dưới mình không biết làm sao mà cứ gật 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 đầu lia lịa vậy đó. Còn ê bà, sao rồi? Mấy ngày lễ này con bà có về không? Thằng nhỏ nó mua bán làm ăn như thế nào rồi? Vậy thì ta có tâm cung kính, chân thành cầu học Phật Pháp đâu quý vị. Đối với chúng ta cái chuyện được mất hơn thua thương ghét, tình tiền danh lợi nó là quý, nó là quan trọng mà, chứ ta đâu có đặt nặng sinh tử là trọng đại đâu. Quý vị suy gẫm lại những gì con nói hôm nay, rồi quý vị thấy được cái giá trị cao quý của đạo Phật mà Đức Phật Ngài đã trân trọng trao cho chúng ta. Một chiếc chìa khóa đó mở ra, tự mình mở rồi tự mình trải nghiệm thật sự. Nhưng mà mình mở không được quý vị, mà mình cứ cột, cứ trói, tự trói cột mình vào đâu? Vào cái tôi, cái của tôi, cái ta, cái của ta. Trong Kinh Pháp Cú câu số 62 Đức Phật dạy, con ta, tài sản ta, người ngu thường nghĩ thế, thân này còn không có thì con đâu, tài sản đâu. Nói đến đây thì có nhiều vị Phật tử nói, không lẽ là mình ngày nào cũng quán niệm cái chết thì còn sống có ý nghĩa gì? Sống đây có ý nghĩa gì?
quán niệm đến cái chết để làm gì? Để phát khởi cái tâm tha thiết cầu sự giải thoát. Đường sinh tử luân hồi giống như là bánh xe mà nó lăn mãi, chúng ta cứ vào sanh ra tử từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay rồi quý vị. Biết bao nhiêu nỗi thống khổ đọa đày và dòng nước mắt của con người đã chảy ra, có thể nói hành biển mặn. Sao hàng nước mắt đó, một chút buồn nào sót lại, một niềm đau nào chợt tắt, hay tất cả đều nhòa trong những đốm nắng hư vô. Có những giọt nước mắt lại mau chóng khô đi, như những hạt sương mai vương trên đầu cành hoa khẽ lá. Nhưng cũng có những giọt nước mắt lại bắt nguồn từ một niềm đau tuổi cực, từ một thân phận làm người, từ một đắng cay luân hồi bất tận. Có bao giờ chúng ta khóc thật cho chính mình, cho nỗi, cho sự chi phối âm thầm của sinh tử, cho nỗi lưu đày giống như người lữ khách đã quên mất cố hương. Cố hương cách biệt bao ngày, phiêu linh đất khách lạc loài, khổ đau xót xa chẳng nhớ làm sao, khuyên ai giác ngộ cùng nhau tu hành. Đừng cam tâm lầm thân phận của người lữ khách nữa quý vị. Quay trở về đi, quê hương cực lạc, quê hương giác ngộ, cha lành đang từng giờ từng phút chờ đợi chúng ta. Từ phụ A Di Đà đang dõi mắt trong ngóng những đứa con lưu lạc, mà chính chúng ta chẳng biết đường về. Ngài mới réo gọi các con ơi hãy về đi, về đi. Tam giới vô an du như hỏa trạch, ba cõi không an dường như nhà lửa. Và chúng ta cứ mãi quẩn quanh trong cõi ta bà đau khổ. Hôm nay có cơ duyên học Phật nghe Pháp, tất cả chúng ta chân học Pháp Bồ Đề Tâm cầu vãng sanh, nương vào năng lực tu hành của mình và nương vào Phật lực tiếp dẫn cho con được một đời thành tựu sự nghiệp, vãng sanh về Tây Phương cực lạc, chấm dứt dòng sinh tử luân hồi của ba cõi sáu đường. Nếu quý vị tha thiết muốn cầu giải thoát, muốn cầu vãng sanh thì ngay bây giờ phải có một niệm tâm chí thành và cung kính. Khi xưng niệm một câu hồng danh A-di-đà Phật thì quý vị liên tưởng như là người, một bầy tôi đang đọc chiếu chỉ của vua ban. Phải tâm phải cung kính tha thiết như đối diện ở trước Phật, thì ngày nào quý vị cũng gặp Phật hết à. Bởi vì trong tâm của chúng ta có Phật. Nhưng mà quý Phật tử ơi, cái sơ xuất và cái bệnh của chúng ta ở chỗ đó là gì? Nam mô A Di Đà Phật, cái miệng thì Nam mô A Di Đà Phật, nhưng trong tâm không có Phật quý vị. Có đúng vậy không? Trong tâm mình đâu có Phật. Nếu mà trong tâm chúng ta có Phật, từng giờ, từng phút, từng giây đều có A-di-đà Phật, thì quý vị gặp Phật trong từng giây phút đó. Ngày nào cũng gặp Phật, không có xa đâu. Tây phương xa tích tận chân trời, một niệm chí thành thẳng đến nơi. Khi đi không nhọc mang giày dép, mỗi bước qua sen nở đón mời đó quý vị. Rồi thêm một cái bệnh nữa là người niệm Phật mà lại sợ chết vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật, cầu Phật gia hộ cho con được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, cho con sống thêm được vài năm nữa. Một điều mà con muốn trân trọng lưu ý với quý Phật tử, ai trong chúng ta cũng tham sống sợ chết, nhưng dù có sống lâu cách mấy cũng cao lắm 100 năm phải không quý vị? Rồi cũng phải chết à. Cái thân này cũng phải trả về cho đất nước gió lửa, chúng ta tùy duyên. Nếu mạng của chúng ta còn duyên ở cõi ta bà thì chúng ta nỗ lực tinh tấn niệm Phật để có đủ hành trang tư lương trở về. Còn nếu mà mạng này họ mạng đã hết rồi thì chúng ta Nam mô A Di Đà Phật để cầu Phật lực tiếp dẫn con về Tây Phương cực lạc, bỏ cái thân sanh diệt vô thường này, lấy cái thân kim cang bất hoại do hoa sen quá xanh
sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời, đi đâu không có gì phải sợ hết quý vị. Có rất nhiều vị Phật tử tu theo tịnh độ, ban đầu phát Bồ Đề tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh, cái khi bệnh rồi thôi đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghe, thỉnh ban hộ niệm, mời ban hộ niệm đến, đừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghe. Nếu Nam Mô A Di Đà Phật là cầu cho tôi chết sao? Tôi chưa muốn chết. Mà phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu Quán Âm Bồ Tát thánh lực gia trì, phóng ánh quang huy từ bi thủ hộ, nhành dương câm lộ tịnh thủy rưới ban, cầu cho tôi tứ đại được bình an, chứ tôi chưa muốn chết. Lúc mà quý vị đối diện trước tử thần, nhất là cái căn bệnh, trong giờ phút lâm chung đó mà có bệnh trên thân, lúc này buông xả muôn duyên, nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn mình giảng sanh, không cầu hết bệnh mà cầu vãng sanh thôi quý vị. Nhờ cái tâm chí thành tha thiết đó mà cảm ứng đến Phật. Và khi cái tâm chí thành ta tha thiết cảm ứng đến Phật thì mới tiêu tội và tiêu nghiệp. Mà tiêu tội tiêu nghiệp cái tự nhiên hết bệnh. Còn bây giờ mình không có cái tâm chí thành tha thiết để cảm ứng đến Phật, mà mình chỉ cầu cho con được sống và rất sợ chết, thì xin thưa, trốn tránh không khỏi đâu quý vị. Nghiệp không thể tiêu, tội không thể hết. Mà không hết tội nghiệp, cái bệnh nó dai dẳng chừng nào cái bắt đầu mất đi niềm tin. Tại sao tôi niệm Phật, tôi cầu Phật mà Phật không đến gia hộ cho tôi, Bồ Tát không đến gia hộ cho tôi nhẹ nhàng, khỏe khoắn, thân tâm, mà tại sao bức bách tôi như thế này? Vậy bao nhiêu công đức tu hành vô ích hết sao? Rồi có người đến giờ phút cuối đời, giây phút lâm chung đó, cũng vướng vào cái chỗ mà làm chướng ngại cho sự nghiệp vãng sanh. Đó là gì quý vị biết không? Sợ rằng công phu của mình chưa đầy đủ, ít oi quá đi, không biết là có đủ điều kiện giảng sanh hay không. Và còn nghi ngờ rằng không biết Phật có y theo bản nguyện của Ngài để đến tiếp dẫn mình hay không. Nghi ngờ đủ thứ hết. Mà chỉ cần chúng ta khởi lên một niệm nghi ngờ, mất đi niềm tin, thì cái niệm lực của mình sẽ không được chí thành. Mà không được chí thành thì làm sao cảm được Phật để Phật ứng thân đến tiếp dẫn mình. Cho nên đây là điều mà con xin chia sẻ để quý Phật tử nắm vững mà áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Nhìn lại đạo tràng thì thôi quý vị ơi, cái tuổi của chúng ta ngày nay thất thập cổ lai hy, và cái thời gian tạm trú ở cõi ta bà này nó sắp hết hạn rồi. Mà quý vị muốn ở hoài, muốn lưu trú ở lại nữa không được, hết hạn rồi thì phải đi nha. Tử thần đến giờ nào chúng ta đi giờ đó. Nhưng quý vị có thể thoát khỏi tầm mắt của tử thần nhờ cái gì? Nhờ cái năng lực công phu tu tập, nhờ niệm lực, nhờ tâm lực, nhờ phước lực. Bao nhiêu công đức phước lành tu tạo đều hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, và tâm tâm niệm niệm hướng về Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc quê nhà, giống như lữ khách nhớ cố hương. Đối với Đức Phật A Di Đà, chúng ta giống như đứa con thơ luôn nhớ về cha về mẹ, đêm đêm niệm Phật ở hiên nhà, mắt hướng trời tay dạ xót xa. Di Đà từ phụ luôn mong đợi, trong đàn con trẻ tận phương xa, bấy lâu phiêu bạc nơi đất khách, trở bước hồi hương nhớ đến cha. Tay vàng xin nguyện hương tiếp dẫn, dắt dìu con trẻ đáo hương gia. Có cái bà cụ đó đó, bà cụ hằng ngày cũng niệm Phật. Tôi giờ cũng không có sợ chết gì, chết đối với tôi không sợ, ai cũng chết có gì đâu phải sợ. Đức Phật đến tiếp dẫn tôi giờ nào tôi đi giờ đó đó nghe. Bà hãnh diện tự hào và tuyên bố với mọi người không sợ chết, và Phật đến giờ nào là theo Phật đi giờ đó. Ngày nào trong những thời khóa công phu niệm Phật sám hối xong rồi là bà hai này dành 15 phút đồng hồ để cầu, để nguyện. Không biết bà cầu gì, bà nguyện gì, mà bữa đó chú Tiểu nghe bà cầu khấn nguyện quá quá lâu,
mới núp ở trong cái bàn thờ Phật đó, nghe coi bà hai bà nói cái gì. Và nghe bà hai bà khấn lâm râm rằng: Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cho con về Cực Lạc, một đời này thành tựu sự nghiệp giảng sanh, giải thoát luân hồi sinh tử đau khổ. Phật đến giờ nào con đi giờ đó, con không có tha thiết gì, muốn ở lại cõi ta bà nhiều khổ lụy lắm, con muốn về Cực Lạc, Phật ơi đến tiếp dẫn con đi. Nghe nói vậy cái chú tiểu mới nói: tối nay tôi đến rưa bà về Cực Lạc. Bà hai bà quay qua quay lại: ai vậy, ai vậy, không có một người nào mà giọng nói từ đâu ra, không lẽ Phật báo cho mình biết là tối nay đến rước mình về Cực Lạc sao? Bà hai lúc này quảng hồn quảng vía: thật vậy sao, Phật đến rồi ư, không lẽ chiều tối nay mình chết. Bà hai vừa quay qua quay lại tìm không thấy bóng dáng người nào, tưởng là Phật báo cho mình biết là tối nay mình chết, mình về Tây Phương. Bà hai sợ đến nỗi xỉu luôn quý vị. Ê, chú tiểu thấy bà hai xỉu rồi cho nên gọi mọi người đến, mọi người tưởng bà hai trúng gió giật gió. Sau khi xoa cho bà hai, đánh gió cho bà hai tỉnh được rồi, cho bà hai òa lên khóc: thầy ơi, cứu con với, thầy ơi. Thầy hỏi cứu gì vậy? Vừa rồi Phật A Di Đà đến nói với con là tối nay đưa con về Cực Lạc, nhưng mà con còn công chuyện nhiều lắm chưa muốn đi. Con chưa có cưới vợ cho thằng con trai của con chưa có gả chồng cho đứa con gái út của con chưa xây dựng cái ngôi nhà khang trang để lại cho mấy đứa nó, thì làm sao con yên tâm đi được đây? Cho nên con chưa muốn đi, mà Phật báo cho con biết tối nay đến rước con đi rồi, con sợ quá. Cái chú tiểu nói: không, con nghe bà hai khấn giá như vậy, con dọa bà hai chọc triêu bà hai chơi vậy thôi. Thầy nghe xong rồi thầy biết rõ đầu đuôi cớ sự, cái thầy mới nói: thôi bà hai ơi, bà hai đừng lo nha, Phật không có đến rước bà hai tối đêm nay, không có đến rước đâu, và mãi mãi về sau Phật cũng không có đến rước bà hai đâu. Mà Phật nói rằng: bà hai ơi, bà hai muốn ở lại cõi ta bà, vì bà hai ở đây lâu bà hai mắc ghiền rồi, không muốn về nữa, thôi ở lại luôn đi nha, Phật không có rước về đâu. Sao mình giống bà hai trong câu chuyện trên quá, phải không quý vị? Bên ngoài thì luôn luôn lúc nào nói tôi không có sợ chết, tôi muốn về Tây Phương Cực Lạc, Phật đến giờ nào tôi theo Phật giờ đó, nhưng mà trong tâm sợ chết khủng khiếp luôn quý vị. Mà chính một cái niệm sợ chết, hoảng hốt sợ hãi đó làm cho chúng ta mất chánh niệm, và nó làm chướng ngại cho sự vãng sanh. Dù cho bây giờ quý vị có sợ, có trốn, có tránh, dù cho bay phút lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu, dù cho nứt dưới hang sâu, không nơi nào tránh quý vị, không nơi nào tránh thoát khỏi tử thần đâu. Nên nhớ như vậy, ông ta cũng truy cập tìm đến nơi à, nghe quý vị. Và Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định canh 3, anh phải chết, không cho anh chờ đợi hẹn đến canh 5. Cho nên người tu niệm Phật cầu vãng sanh, mau chóng ra khỏi sanh tử luân hồi, thì niệm niệm không rời Phật, tâm tâm nhớ đến Tây Phương Cực Lạc, tha thiết muốn được về. Phật đến giờ nào con theo Phật đi giờ đó, bỏ cái thân này đổi lấy cái thân kim cang, do hoa sen quá xanh bất hoại, thân thanh tịnh tâm không vướng mắc, mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan, cho hai người ở lạc ban, chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời. Tại sao chúng ta không muốn về quý vị? Tại vì mình nhìn chưa thấu, hiểu chưa rõ, cho nên chưa xả bỏ được cái vọng chấp về thân này, cho nó là ta, là của ta, là thường còn. Nhưng mà nó vô thường, nó vô ngã quý vị ơi. Thân tứ đại duyên sinh giả hợp, luật vô thường công lệ xưa nay, nương huyễn thân ta sống tạm cõi trần ai, nhân duyên mãn cái thân tứ đại phải trả về tứ đại thôi. Dẫu rằng thân trả về cho đất nước gió lửa, một đốm lửa hồng có thể thiêu mất mạng, hay một nắm đất vàng chôn mất xác, chúng ta quyết định rằng chính tầng sen báo, quyết định phải ghi danh mình, nghe quý vị. Trong chính phẩm mình phải có một phẩm, phải quyết định như vậy. Mà để thành tựu sự nghiệp vãng sanh, giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ, bằng niệm tâm chí thành đó, bằng niềm tin chân thật,
đối với đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, cũng như tin vào cái năng lực tu tập công đức tu hành hiện tại của chúng ta. Chúng ta không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, chỉ cầu vãng sanh thôi. Thì chính một cái niệm tâm đó đó giúp cho chúng ta được thành tựu. Thành tựu cái gì? Thành tựu cái sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và chính một cái niệm tâm chí thành và đặt trọn vẹn niềm tin vào tha lực nhiếp thọ của Phật cũng như tự lực của chính mình. Cho nên quý Phật tử sống an vui hạnh phúc lắm, sống chơi chết chơi vậy đó. Nếu mà còn đủ duyên thì chúng ta tùy duyên ta sống, sống giá trị và ý nghĩa. Sống một ngày mang giá trị ý nghĩa cao quý một ngày, không uổng phí một kiếp người. Còn nếu hết duyên rồi, đổi cái thân này lấy cái thân do hoa sen quá xanh, tốt đẹp hơn quý vị. Đâu có cái gì đâu mà chúng ta phải hoảng hốt sợ hãi lo lắng. Và nếu Phật đến, ta mau mau theo Phật đi. Sợ rằng chúng ta công phu tu hành chưa viên mãn mà giờ phút cuối cùng vẫn còn phân vân, giống như người đứng ở giữa ngã ba đường. Còn quý vị đã quyết định thì giống như cái cây hàng ngày nó nghiêng về bên nào, một cơn gió lốc thổi đến cây nó có ngã tróc gốc bật rễ ngã xuống thì nó cũng ngã về hướng đó, phải không quý vị? Ông Mahanam khi xưa đã đến hỏi Đức Phật: nếu như con ra chiến trận mà gặp tên rơi hay là đạn lạc mà rủi có chết, gọi là bất đắc kỳ tử, con biết con đi về đâu? Đức Phật nói: này Mahanam, ông hãy nhìn ở trước sân vườn tịnh xá đây có cây cổ thụ, bây giờ ông nhìn ra coi nó quay về hướng nào, nó nghiêng về hướng nào. Ông Mahanam nhìn ra thấy nó đang nghiêng về hướng tây. Đức Phật mới hỏi: nếu như một trận bão to gió lớn làm cho cái cây đó nó ngã thì nó ngã về đâu? Ông Mahanam cười nói: chắc chắn nó sẽ ngã về tây. Bởi vì bây giờ nó đang nghiêng về tây thì có gió bão thổi đến nó ngã về tây. Đức Phật nói: cũng vậy, hằng ngày cái tâm của ông nghiêng về cái chỗ nào? Thì nếu mà vô thường tử thần có đột ngột đến đi nữa thì ông cũng, cái tâm, cái niệm của ông hướng về đâu là ông đi theo đó, phải không quý vị? Đâu có gì đâu sợ. Hằng ngày mình nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc giống như nhớ quê hương, nhớ A Di Đà Phật giống như nhớ cha mẹ của mình. Thì nếu mà tử thần có đến đột ngột, chúng ta cũng theo Phật ra đi, về Tây Phương thôi, không có chỗ nào khác. Cho nên quyết đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có gì thoát ra. Vậy khuyên hãy niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao đó quý vị. Cái địa vị quyết định nha, một đời chân thật niệm Phật cầu vãng sanh, hướng đến sự giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ. Và con xin kính chúc cho toàn thể quý Phật tử đầy đủ cái niệm tâm chí thành cung kính, đầy đủ cái niềm tin đối với lời Phật dạy. Ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh, chắc chắn sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh. Và đem tất cả những công đức phước lành mà quý vị tu tạo hiện đời, bao nhiêu công đức vô biên, nguyện đem hồi hướng về miền lạc bang. Vậy khuyên tất cả đạo tràng nhất tâm niệm Phật để giữ hàng vô sanh. Kính chúc cho quý Phật tử tính tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, đời sống hiện tại an vui hạnh phúc. Và ngài xả bỏ báo thân, quý huynh đệ có đầy đủ điều kiện để giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ, cùng hội ngộ với nhau nên liên trì cực lạc. A Di Đà Phật. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng